Xin chào cả nhà, chắc chắn là các chị em hầu như là cũng biết đến cái serum vàng 24K rồi đúng không ạ? Đó, dùng vẫn là quá là tuyệt vời mà giá thành thì mình thấy làm sao ạ? Rất là phải chăng, rất là bình dân luôn, hầu như chị em nào cũng có thể mua được cái sản phẩm serum vàng. Mà mình thấy là chai nào chai nấy rất là to luôn, các bạn dùng thoải mái luôn. Không giống như những loại serum khác, chai nó rất là bé, rất là nhỏ, dùng rất là nhanh hết. Nhưng mà cái chai serum vàng thì mọi người thấy là dùng khá là lâu. Và chúng ta thấy là một đêm chúng ta thấy là bôi một lớp serum vàng xong sáng mai da rẻ căng bóng mềm mượt luôn. Đấy, nó vậy đã tạo tái tạo cho da các bạn. Thế là thấy là căng bóng giống như là chúng ta được đắp cả một đêm mặt nạ luôn mọi người nhá, rất là kinh, rất là đẹp luôn. Mà thấy mọi người thấy là dùng được rất là lâu đúng không? Ví dụ như cái chai mà của 3W Slick này này, đó của bọn nhà Collagen Luxury Cone của bọn 3W này này. Đó mọi người thấy là cái hãng này thì quá là nhiều sản phẩm. Chai rất là to luôn, 150ml. Rồi là cái chai Libella 130ml. Rồi là chai Bigamore 110ml. Đấy, rồi Medipel 100ml đó. Giá mọi người sẽ thấy là nó sẽ theo chiều này, mình sẽ xếp cho mọi người nhé. Theo chiều ml sẽ giảm dần. Nhưng mà nói chung là chai nào chai nấy cũng rất là to, mọi người dùng thoải mái luôn. Và hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho bạn là nên sử dụng cái serum 24K nào cho nó hiệu quả. Thì thực sự để mà nói là đánh giá là cái loại nào tốt thì mình thấy là khi mà các chị em đã dùng cái sản phẩm 24K thì mọi người thấy là rất là ưng. Đấy, khách mình thì nếu mà khách trực tiếp ấy, khách trực tiếp là khách mua cái sản phẩm Libella này nhiều nhất này. Đó, mình thấy là giá thành vừa phải, chai to mà các chị em dùng mấy tháng trời luôn mọi người, dùng cả một mùa luôn á mọi người. Hầu như là các chị em thấy là dùng 4 5 tháng luôn hết một chai Libella này. Đấy, cái chai Libella này thì mọi người thấy đây, khách nếu mà khách trực tiếp nhà em ấy, thì sẽ là mua nhiều cái chai này. Đấy. Đây này. Đó mọi người thấy là cái serum vàng của Libella thì thấy là rất là ok luôn đúng không? Đó. Đây. Đây cái chai serum vàng đây, Libella đây. Chai này thì mình đã phân biệt cho bạn hàng thật hàng giả rồi. Bạn nào đã xem video thì mọi người biết đó, rất là nhiều hàng nhái luôn mọi người nhá. Đấy, mặc dù là cái chai hàng thật nó không có đắt đâu, nhưng mà cái chai hàng giả là nó rất là rẻ, nhưng mà nó không có cái tinh thể vàng này đâu mọi người nhá. Đấy, mà cái chai là nó nước nó cứ vàng vàng. Đấy, tinh thể hàng chuẩn là phải có các tinh thể vàng này. Đấy, vàng 24K này mới chuẩn nhá. Đó, còn khi mà so sánh ấy, thực sự là khi mà so sánh ấy, thì mình thấy là đối với cái chai Libella này là khách dùng nhiều. Đấy, khách trực tiếp là khách dùng nhiều bởi vì giá thành là nó rẻ. Đó, còn cái chai mà Medipel này này thì mình thấy là nó sẽ là dùng sẽ là thích hơn đấy mọi người nhá. Nên là mọi người lưu ý nhá. Chai Libella này không bằng chai Medipel này. Nhưng mà cái chai Medipel này thì nó lại hay bị cháy hàng mọi người ạ. Nay hay bị hết hàng. Đó, nên là không có hàng cho mọi người luôn. Chai này thì nó sẽ là đắt nhất trong 4 chai này luôn. Mặc dù là cái hàm lượng của nó, cái hàm lượng của nó là ít nhất, chỉ có 100ml thôi. Đó, 100ml thôi, nhưng mà sao ạ? Tinh thể vàng này, ui mọi người thấy tinh thể vàng của nó không? Nó nhiều tinh thể vàng, 24K. Đấy, nó đẹp là đẹp từ cái tinh thể vàng này đó mọi người. Đó, cái chất serum là nó, chất serum nó đã tốt rồi, nhưng mà nó đẹp là đẹp từ cái serum 24K này này. À, cái vàng 24K này mọi người này. Nhiều đúng không? Mọi người thấy đó. Đấy, cái chai hàng chuẩn á, mình cũng đã phân biệt chai này cho mọi người rồi đó. Chai này hàng chuẩn là cái nước của nó là nó trong. Đấy, có mỗi cái là cái tinh thể vàng của nó là nó vàng thôi. Chứ không có cả cái chai nó có vàng khè khè ra là không có tinh thể vàng, là hàng không chuẩn đâu mọi người nhá. Đó. Chai này dùng thích lắm mọi người ạ. Nhưng mà nó hay cháy hàng lắm mọi người nhá. Mọi người lưu ý là không có hàng là mọi người chuyển sang loại khác. Dùng vẫn ok mọi người nhá. Đó. Hàng chuẩn là bên trong là nó có cái chữ này luôn. Đó. Rồi. Đây đến cái chai 3W của nhà Silic, nó chai này to nhất mọi người ạ. Nhưng mà gần như là rẻ nhất luôn. Đó. Đây. Chai này nó có vòi. Đó. Nó có vòi nó cũng rất là tiện lợi đó. Cái tinh thể vàng của loại này á nó cũng xem với cái sản phẩm của Libella, tức là nó không quá là nhiều. Không quá là nhiều như cái sản phẩm Medipel mọi người nhá. Đó. Đây cái chai Bigamore này nó cũng đắt này mọi người này. Đó, đây em cho mọi người xem. Đây.
Cái chai bigamo này cũng đắt này, đắt hơn này. Đó, chai bigamo thì cái tinh thể vàng của nó thì mình thấy là so sánh là mình nó cũng khá là tương đương xem với sản phẩm Libella hoặc là của nhà 3W Silic. Nó có mỗi là cái của bọn Medipel này này. Đó là nó rất là nhiều cái tinh thể vàng đó mọi người. Đó, đặc xịt luôn, đặc xịt cái tinh thể vàng luôn. Đó, chủ yếu là đẹp nó từ cái tinh thể vàng này luôn á. Nhưng mà cái dưỡng chất này nó cũng rất là tốt, để cả một đêm là nó sẽ giúp dưỡng da mềm mượt căng bóng. Nói chung là các chị em dùng thử ngay đi. Mình thấy là ví dụ như là nhiều chị em không dùng cái gì mà da rất là khô, hay là nó không có được dưỡng, chỉ mỗi dùng kem thôi nó da nó không có được đẹp. Dùng kem không da nó sẽ không bao giờ mà được như cái serum đâu. Nên là mọi người dùng serum dưỡng cho mình thì nói chung là da nó sẽ cảm giác như mướt hơn, căng hơn đó mọi người. Đó, đây là bốn loại serum vàng nhà em Loan đang có mọi người nhá, mà của Hàn á mọi người, chứ còn ngoài ra thì em có loại của Úc nữa cơ mọi người nhá. Nên là mọi người dùng cái loại nào thì cứ inbox thì em sẽ tư vấn cho mọi người nhá. Đấy, còn thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp là 0985 328 298, đó là số điện thoại của mình ạ. 0985 328 298. Ok, xin chào cả nhà.